Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn xem thử những cái thông tin liên quan đến chiếc Realme 10. Thực sự Realme gần đây thì đã mất tích khá là lâu rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng là ở thị trường chính hãng, Realme dường như là họ đã mất tích rồi các bạn. Còn những cái thị trường như là nội địa chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể mua máy xách tay về và cũng như là chạy roam quốc tế hoàn toàn bình thường, có cả tiếng Việt luôn. Chính vì như vậy nên là người dùng của chúng ta hiện tại thì đang có xu hướng là sẽ mua và cũng như dùng Realme nhiều hơn. Nhưng sau đó khi mà về thị trường chính hãng ấy thì họ sẽ đổi qua thành Oppo. Như vậy thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn xem thử cái chiếc Realme 10, một trong những chiếc điện thoại khoảng tầm giá hơn 5 triệu một chút thôi. Có những cái thông tin thậm chí là khoảng 4 triệu rưỡi, nhưng chúng ta đã có những cái cấu hình khá là tốt rồi. Cũng bắt đầu thôi. Đầu tiên nào, chúng ta sẽ đến với cái phần banner của chiếc điện thoại này. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là Realme hiện tại họ đang nhắm đến đối tượng game thủ nhiều hơn, khi mà chúng ta có thể thấy được rằng có một cái hình robot hình người ở đây. Như các bạn có thể thấy được rằng là 2 giờ chiều ngày 9 tháng 11 ở theo giờ Trung Quốc nhé, còn đổi về giờ Việt Nam sẽ là 1 giờ chiều ngày 9 tháng 11. Và chúng ta đã có hàng loạt những cái thông tin rồi. Ở đây thì mình sẽ đọc qua những cái thông số cho các bạn xem thử nhé. Thực sự thì chiếc điện thoại này với tầm giá khoảng 4 triệu 7 thôi thì chúng ta có thể thấy được rằng những cái thông số này đã khá ổn rồi. Realme 10 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là phiên bản 4G, phiên bản 5G. Đối với phiên bản 5G thì chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD 6,7 inch với độ phân giải là Full HD, tốc độ làm tươi thì hiện tại chưa được liệt kê cho lắm. Còn cái phiên bản 4G thì sẽ có giá rẻ hơn một chút nhé. Điện thoại của chúng ta sẽ có độ mỏng là 8,1mm và nặng 190g. Nhìn chung đây là một cái cân nặng khá là ổn và máy của chúng ta cũng sẽ làm được bằng nhựa thôi. Máy cũng được trang bị một chipset với chưa được ký tên. Với cái phiên bản mà 4G thì chúng ta sẽ được chạy là Media G99. Còn với phiên bản 5G thì chúng ta vẫn chưa có những cái chip rõ tên nhé. RAM sẽ là 6 hoặc 8GB, còn bộ nhớ trong sẽ là 128 hoặc là 256GB, tùy vào cái phiên bản bộ nhớ. Rồi, và bây giờ thì hiện tại với chiếc Realme 10 này thì cũng sẽ có những cái thông tin là việc máy ảnh, camera này thì cũng sẽ được là camera 50MP, cũng như là thêm một cái camera 20MP để đo chiều sâu thôi. Camera trước sẽ là 16MP. Hiện tại thì mình sẽ show cho các bạn những hình ảnh về Realme UI thì chỉ chạy trên nền Android 12 thôi, không phải Android 13. Thông thường thì mình mong muốn rằng là Realme họ sẽ lên những cái phiên bản Android tốt hơn và cao hơn. Sạc thì cũng sẽ là sạc 33W và cũng như là pin 5000mAh. Nhìn chung thì đây là một trong những cái thông số khá là ổn trong tầm giá. Rồi, và các bạn có thể thấy được rằng là trên hình thì sẽ là số điểm AnTuTu mà cái chiếc Realme 10 này chấm ra là khoảng tầm 400.000 điểm nha các bạn. Với 400.000 điểm thì khi mà so sánh sang những cái con chip như Snapdragon 8 Gen 1 hay 8 Gen 1 Plus thì mới cái số điểm là khoảng 800.000 hoặc 900.000, thì con số 400.000 này nó hơi thấp một chút. Nhưng khi mà nhìn lại tầm giá khoảng tầm 5 triệu thì đây là một con số đã khá là ấn tượng rồi. Chuyển qua đó với Realme 10 Pro Plus thì chúng ta sẽ có một cái chiếc màn hình với độ phân giải cũng là Full HD nhưng kích thước được đẩy lên cao lên một chút là 6.7 inch và cũng như là màn hình AMOLED và cũng như là có cả cái phần cong như các bạn. Như vậy thì đối với những cái chiếc điện thoại ngày xưa của Samsung rất là cao cấp thì chúng ta mới có màn hình cong. Hiện tại đối với chiếc Realme chúng ta cũng đã có màn hình cong rồi. Gần đây thì các hãng Trung Quốc hiện tại họ đang theo một cái xu hướng là màn hình cong và cũng như là sạc nhanh. Chiếc màn hình này thì cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta là 10 bit màu. Điện thoại cũng khá là mỏng thôi, 7.8mm và độ trọng lượng sẽ là 172.5g. Tất nhiên thì cái phần công nghệ sạc thì chúng ta cũng sẽ được đẩy lên là 67W thay vì là 33W như chiếc Realme 10. Hiện tại thì với chiếc điện thoại này thì cũng sẽ được trang bị là viên pin 4500mAh thay vì là viên pin 5000mAh như những cái dòng máy giá rẻ khác. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng với cái dòng máy như này thì hướng đến đối tượng người dùng là giới trẻ một chút, và chúng ta có cần một cái thiết bị mỏng nhẹ, viên pin không cần quá lớn nhưng có sạc nhanh nhá. Đối với mẫu Realme 10 Pro Plus này thì chúng ta sẽ có một cái con chip là Dimensity 1080. Các bạn nghe có quen không nào? Đúng rồi, đó chính là con chip được trang bị trên cái chiếc Redmi 12. Hiện tại thì Redmi Note 12 các bạn có thể thấy được rằng là cũng có cái sạc là 210W cũng như con chip tương tự như vậy. Như vậy thì con chip này sẽ khá là nhanh. Tuy nhiên thì cái chiếc Realme 10 này chỉ được trang bị là công nghệ sạc 67W là tối đa thôi, thì nó cũng khá là mình hơi đắn đo một chút khi so sánh với nhà thương hiệu Xiaomi. Camera chính của chiếc điện thoại này cũng sẽ được đẩy lên là 108MP, và các bạn có thể thấy được rằng là với
độ phân giải như này cũng sẽ thấp hơn so với camera 200 chấm bên nhà Xiaomi. Còn các bạn thấy sao về cái chiếc điện thoại này? Đừng quên comment với phía dưới nhé. Trên đây là toàn bộ những cái thông tin của chiếc Realme 10 mà mình vừa mới giới thiệu cho các bạn. Theo mình thì cái chiếc Realme 10 này sẽ có tầm giá nếu mà thấp hơn so với Xiaomi thì chúng ta hãng mua, còn nếu không thì mình vẫn sẽ nghiêng về nhà phía Xiaomi nhiều hơn vì những cái công nghệ sạc của nó cũng như là camera của nó chất lượng hơn rất là nhiều. Rồi, nếu các bạn thấy clip hay đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.